Bác có thích nhạc Việt Nam không? YouTuber luôn hả? Yeah. Vậy hả? YouTuber gì? Em là Super Nam, Nam Nguyễn. Ok. Em ở Sacramento. Để subscribe cho. Ok, cảm ơn anh ha. Okay, anh tên gì anh? Không, tên Hiệp ở Austin, Texas. Em hồi xưa ở đây nhưng mà bây giờ ở Sacramento. Ok. Austin, Texas hả? Đúng rồi. Ok, xin đón chào anh ở California. Ok. Chúc anh Hiệp một ngày vui vẻ nha. Cũng chúc thành công. Mai mốt xem mấy kênh anh sẽ thấy anh trong đây nha. Ok, rồi, được rồi. Okay, ok, bye. Xin chào các bác. Việt Nam mình là xe ngon ha. Yeah, chào các bác. Anh Pháp qua đó. Yeah. Anh ở bên Pháp qua hả? Anh tên gì? Em là Nam Tuấn hả? Xin chào anh, em là Nam Nguyễn từ Sacramento. Sacramento là đây không? Bắc Cali. Hồi xưa em ở đây lâu lắm. Okay, chào anh ha. Trung tâm thủ phủ của Sacramento, của Nam Cali, quận Cam, thủ phủ của những người Việt Kiều hồi xưa qua bên Mỹ tị nạn đó các bạn. Hồi xưa mình cũng ở đây vài năm. Hồi nãy cũng như các bạn đã thấy là có một số bác, các cô, các anh đi bộ ngang, có một anh từ Texas, còn có một anh thì từ bên Pháp qua. Cả hai anh mới đầu nhìn cái xe bên Pháp họ hơi khập khững, họ không biết phản ứng ra sao, nhưng mà sau khi mình vẫy tay mình chào mấy cả họ nghe mà nhạc Việt Nam mình đó, hai anh tới bắt tay mình, mình bắt tay hai anh đó rồi giới thiệu tên, rồi họ cũng nói, hai anh cũng nói anh tên của anh ta và ở đâu, và một anh cũng có cơ hội cho mình giới thiệu cái kênh YouTube của mình, thì mình cũng cũng cảm động các bạn, tại vì không phải người Việt Nam nào cũng phản ứng không có tốt về cái xe này, tại vì cái hệ thống truyền thông á, trong mạng nó không có được tốt, cho nên nhiều người ta không biết phản ứng ra sao. Họ ngại thôi các bạn, họ ngại thôi chứ không có gì hết. Chỉ còn trong trái tim của họ đó, họ cũng rất là quý, họ rất là mừng là cái sản phẩm xe điện hiện đại mà
ở Việt Nam mình sản xuất mà đăng bánh bên nước Mỹ, họ cũng trong lòng họ cũng cảm động, cũng mừng. Nhưng mà là họ, tại vì cái môi trường của họ không có cho phép họ được cởi mở, như đáng lẽ ra họ sống trong cái đất nước tự do của Mỹ này, họ phải sống niềm tự do tự hào của cái đất nước tự do, nhưng mà họ vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều về chính trị, cũng tại vì những cái thông tin tiêu cực không có tốt, nhằm mục đích để chống phá cái thương hiệu và chống phá cái sản phẩm Vinh Pháp. Chứ còn họ mà biết được, họ thấy được, họ cũng không có từ chối được, họ không có từ chối được, là họ không có thể là nói ngược được. Khi mà họ tới, họ nhìn thấy chiếc xe trước mắt họ, họ sẽ phải chấp nhận cái sản phẩm của VinFast của Việt Nam mình.
vợ mình ở trong Phước Lộc Thọ mua mua mấy chợ bông. Mình đi vòng quanh, mình không có muốn vô trong đó, tại vì trong đó không có gì hết hết trơn các bạn. Mình đi hồi xưa cách đây cũng vài năm. Giờ mình đi lái chung quanh Sài Gòn nhỏ của quận Cam, Nam Cali, Bosa, Magnolia, mắc nổ ngoài ra. Hôm nay ngày lễ nó gọi là Memorial Day, là ngày lễ tưởng nhớ những người liệt sĩ của Mỹ. Nên nhiều người họ không có đi làm, cho nên đường phố hôm nay cũng tấp nập giống như ngày chủ nhật. Hy vọng mình sẽ gặp một em VinFast VF8 nào ở phố Bosa. Hôm nay là ngày lễ. Mình vẫn cảm thấy lẻ loi. We'll be right back.
quay mặt lại. Ai yêu nhau chỉ mình ta biết, trời trắng hay đất cũng chẳng biết. Không phải có trắng xiên, sao lại ngả thiên. Chẳng biết ta là đôi tình nhân, nắng mây khi sông bay nhân tình. Nhân tình nắng sâu sâu, từng ngó đôi nỗi sầu. Mình quậy quá tới Bosa mình là mỗi
Thank you.
chân chú ta bên nhau nhìn công viên lá đổ, tuy chưa quen mà sao tình như đã dẫu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên thiên xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngần cách, mấy ai không rơi lệ. Lòng phố